Rồi xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em ơi. Rồi hôm nay mình sẽ quay một cái cây sống khỏe và mình ghép đã ổn định nha. Cây này thì mình đã thuần chất trồng bằng sơ dừa và giỏ đậu phộng và cát 50-50 nha anh em nha. Cây này thì mình trồng tầm 4 năm nhưng mà mình mới ghép mấy tháng thôi, ghép tầm 5 tháng nha anh em nha. Rồi anh bé xây dòng tổng thể. Cây này đang nằm trên một cái chậu 70 nha anh em nha, 70 lòng. À, 70 phú bì chứ. Đấy. Cây này thì em ghép giống mai rừng của Ti Phong Bình Thuận. Giống này thì đặc biệt của giống này là nhặt hoa nhặt cành và hoa nó là từ 8 cho tới 16 cánh nha anh em nha. Hoa đẹp, em sẽ đăng cái mặt hoa lên cuối cái clip cho anh em xem tham khảo nha. Rồi. Đây là tổng thể cây này thì em mới vô kiểm cố định lúc em mới ghép xong để cho khỏi gãy thôi. Rồi anh em về anh em có thể kéo cành ra và vô kiểm là cái cây tròn đẹp luôn, tại vì cây này nó thừa chi nha anh em nha, quá nhiều. Rồi cây anh em coi bồ đế nè, bồ đế thì cũng tạm được thôi nè, một cái rễ nè, từ anh biết đây cái rễ ở dưới đây nè anh em nè, đấy nè, hai tối rồi ta. Ừ, đúng không? Rồi chân rễ đây nữa, chân rễ đầy đủ luôn anh em à, ha. Chân dễ đầy đủ, bên này nó dính cái này khuê luôn chứ còn của rừng nha anh em nha. Cây này mai núi đá anh em à. Chỗ đây nó dính một cục đá vô đây nè anh em nè. Cây này thì bên thân này nó có nu xù rồi nha anh em nha. Nè. Nu xù, cây này dốc ngọn nè. Anh em thấy cái ngọn của nó còn ở như đây thôi. Bự hơn ngón chân cái xíu thôi anh em à. Đấy. Ngọn của nó nè, ngọn nó nè. Ha, còn ở như đây thôi. Cây này thì ở trên chính giữa nó có một cái miếng lũa thẹo. Lũa thép nha anh em nha. Nè, nó cạn thôi, cỡ một mắt tay thôi nè anh em nè. Đó, nó chứa nước trong đây nè. Cây lùng lực rất là đẹp. Cây này mà mình lên một cái chậu men 60 thì rất là tuyệt vời nha anh em nha. Cây này thì mình chưa lên chậu. Cây này về lên chậu cạn thôi. Nhờ lên chậu cạn men 60 á. Là bao đẹp luôn nha anh em nha. Rồi, anh bé đo hoành cho anh em xem tham khảo. Rồi, anh bé. Rồi, hoành nha anh em nha. Hoành cổ chuỗng luôn nha. 60. Rồi, anh đo hoành cũ anh đi. Cũ luôn. Cũ luôn ha, hoành là 60 cũ sát, luôn. Sát sát mặt chậu à, đúng rồi. Rồi hoành sát mặt chậu nè anh em ơi. Sát mặt chậu là 76. Rồi cao anh biết. Cây này những cây lùng lực không? Cao lên tới cành nhỏ luôn là 65. Rồi, tổng ngang vàng chi. Tổng ngang vàng chi vàng cành luôn là 69. Rồi, quá đẹp anh em à. Ủa, 98. Trời ơi. Trong ngay nhà chơi 98 nha anh em nha. Cây rất là đẹp. Cây này về là chỉ có vô chậu vip và lặt lá là tết hoa nha anh em nha. Cây bao đẹp nha mấy anh em. Cây này dư cành. Đục có menu đẹp lắm. Chốt anh em. Dứt đi, cho mắt cây luôn anh em ơi.